đổi hẳn, không cho mình quay. Ừ, thôi thì không cho quay thôi, thì ra mình không gây chuyện gì cả, chả là mình nó chả làm gì đâu. Đừng có nói lại cái nhiều khi nó bực nó bướng lên thì người ta chạy. Thì nhiều khi mình có chuyện, nhiều khi hồi sau có chuyện, nên là mình thì không ngại chuyện đấy, nhưng mà nói chung mình đi quay để mà làm sao cho nó an toàn, đừng có gây chuyện với ai cả. Xuất sắc anh Dương ơi, xuất sắc.